Chào các bố các mẹ, chào các cả ngôn mạng. Mời các bố các mẹ, các cả ngôn mạng đều ngó chương trình truyền hình Sưởng Mường của Đài Phát thanh cùng truyền hình tỉnh Hòa Bình phát lên kênh VTV Tâm, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa các bố các mẹ, thưa các cả ngôn mạng, trong đã năm vừa rồi, việc tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, an quyền Mường Cao Phong xác định là khâu đột phá nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhờ tỉ mà hệ thống kết cấu hạ tầng lên quê mương huyện đang cũng đang ngày càng ăn đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại, phát huy hiệu quả. Ni y là mỗi lòng mưa chương trình hành động lòng tâm nhằm tổ chức là thẳng lời nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lân sử hàng mơ sảm nhiệm kỳ hàng nghìn cùng làm hàng mưa hàng nghìn cùng làm hàng mơ lầm. Phần đầu chương trình, mời các bộ các mẹ các cả ngôn mạng đều ngỏ phỏng sự khâu. Xác định giao thông là hạ tầng quan trọng hàng đầu, huyện Cao Phong đã tập trung nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đến cả ni mạng lưới giao thông phát triển rộng khắp trong cả huyện, biết lên 495 cơ sở. Đan chuồng khả giao thông ở trong huyện đều đã án cứng hóa. 100% xã có án khả nhựa, hắng bê tông đến trung tâm. Hệ thống án khả giao thông liên lang có thẳng án cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Cả ni huyện đang ưu tiên nguồn lực để khớp nối đan chuồng khả giao thông nông thôn B quốc lộ khẩu khả mưa hà B khả tính 435. Tiếp tục đầu tư đan chuồng khả giao thông trọng điểm như khả tính 435, 444. Chúng đã được các cấp các ngành rồi ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện thì án quan tâm. Đan ngành ban chỉ đạo bữa tính đến huyện quan tâm đầu tư cho xã Bắc Phong chuồng khả. Đây là một cái quan tâm của đảng nhà nước cho mọi miền rất là chờ mừng. Trong đó về long tỷ án giao thông vận chuyển hàng hóa lưu thông rất phương tiện đảm bảo lưu thông. Đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đã tuyên truyền cho mọi miền đồng góp sức mỏi tuyên truyền của con nhân dân đồng góp ngay cùng rồi đồng viên mọi miền đun giúp hiện đất giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị là nhân dân hỗ trợ hiến đất giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công để đáp ứng. Điều về hạ tầng giao thông, đan hạ tầng thiết yếu khác y án huyện Cao Phong đầu tư đồng bộ nhằm tạo đột phá thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Về hạ tầng điện công thông tin, hết dãy Nân Lang khu dân cư có lưới điện quốc gia công án phú sóng internet. Đan công trình công cộng như trụ sở làm việc, lương học, cơ sở vật chất văn hóa, đan công trình thủy lợi án đầu tư đồng bộ. Huyện Cao Phong tranh thủ sự đồng giúp của trung ương của tỉnh đẩy mạnh huy động nguồn lực bởi đăng chương trình dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch dịch vụ nông nghiệp. Tổng số vốn án huy động trong giai đoạn 2020-2023 lật lên 35 tỷ đồng. Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 28 là 3 khâu đột phá trong đó theo tinh thần có nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 28. Trong tỷ là khâu đột phá, là đồng bộ kết cấu hạ tầng. Trong thời gian vừa qua, huyện đã huy động các huyện bằng các nguồn lực, đăng quân lực đăng các nguồn vốn với trung ương, tỉnh huyện, nguồn vốn của đầu huyện tư bao xây dựng để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng đặc biệt ưu tiên và nhất thông. Là xã khu vực khó khăn, và chúng tôi đặc biệt ưu tiên khó khăn, đối với lại các cái xã đỡ mà kết nối nhằm tạo thuận lợi cho mọi người đi lại, cùng chở hàng hóa. Thế và các cái xã sau sắp nhập để kết nối nhằm tạo cái thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển hoặc chuyển hàng hóa. Giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030, huyện Cao Phong tiếp tục xác định đầu tư đồng bộ hạ tầng phát triển kinh tế xã hội là một trong những khâu đột phá quan trọng, là chương trình hành động trọng tâm nhằm là thẳng lời nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 28. Huyện Cao Phong đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Phần đầu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa án 22%, tỷ lệ nhà dân án dùng điện lưới quốc gia án 15%, tỷ lệ nhà dân ở trong mương dùng tác sinh hoạt thở vệ sinh án 93%, nhà dân thanh thị án lên 99%, có phần án huyện nông thôn mới bao năm 2025.